Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Chơi mô hình gỗ bên em là hơn 200 mẫu tạo hình và cơ khí, và mô hình gỗ gọi là nhà tí hon, và bán quần áo hay là sạp trái cây rồi tiệm tóc rồi tiệm bán bánh đó. Thì cái mô hình này á, là nữ họ rất là thích, nó màu sắc nhiều hơn mô hình kim loại. Họ sắm một bộ sinh nhật con gái anh, với lại một phần nữa là khéo tay. Mình dẫn con đi mua đồ chơi mà nhiều khi nó mắc mà mình hú hồn luôn á, không hiểu tại sao mắc luôn á. Mình cảm giác là nó rất là xứng đáng luôn, tại vì chi tiết nó rất là nhiều và nó có những cái bài học đằng sau nó. Sushi con gái của mình là rất là thích những cái mô hình như thế này. Này về chắc là cảm ơn ba rối đích. À, những cái chi tiết này là sau khi mình có đây là sẽ dùng keo dán cố định lại hết. Dạ. Bộ nào cũng đẹp hết nhưng mà không biết nên chọn bộ nào đây. Ok, thôi lấy anh bộ này đi em. Dạ, cho anh thử luôn, là cái này là hàng nhái. Đó, nếu mình quẹt nhanh một cái vậy là đứt tay. Đứt liền. Nhanh cái đứt tay á. Nó có motor ở trong đó, là khi mà mình làm xong á mình lên cái dây cót có bánh răng trong đó thì nó sẽ chạy luôn. À, đường trượt bi lăng, cử động luôn cái viên bi. À, khá là hay. Bộ này thì nó cũng nhiều bộ lắm nhưng mà nó cũng khá là hay. Cơ khí ha, chuyển động được. Nếu như mà mình làm nó không kỹ thì cái trục bánh răng này nó sẽ không có xoay là được mượt mà như thế này. Và có xem được luôn không ta? Dạ, nó xem lịch được mà. Oh. Nó xem lịch theo năm, theo tháng, theo ngày được luôn. Và tới năm 2050 mấy nó cũng xem được. Những bộ như thế này là khi mà mình làm xong nó sẽ có một cái remote đó. Giấu ở đằng sau, mình bật đèn lên cái là nó sẽ có cái đèn chính giữa hết trơn. À, nhưng mình thấy trong phim kiếm hiệp TVB rồi các kiểu là nó như vậy. Ở đây là những cái bộ này là bộ riêng lẻ với nhau. À, rồi em sắp đặt lại. Dạ em sắp đặt lại. Nhìn cái cổng nó giống như phim, ví dụ như bây giờ cũng có đi bên Mỹ có khu Chinatown rồi. Dạ, đúng cổng là lớn là y vậy á. Nó mô phỏng là y chang luôn anh. Còn phim cổ trang hồi xưa thì có mấy cái gì ta, để nhớ coi, hay coi phim Hồng Kông rồi. À, đúng rồi, giống vậy anh ạ. Hình như là những cái này là bộ này là khu là bên phía khu người Hoa là họ rất là thích. Hoặc là nữ họ thích là sưu tầm những cái gọi là nó cổ trang. À, lung linh. Còn ở trên này là gỗ hả em? Dạ không, có kim loại luôn anh. Kim loại luôn hả? Mà kim loại này có màu. Có màu. Ồ, có cái gì chuông đó của có biên chuông của nhà Chu á. Em trong quá trình em chơi cái này á thì mỗi một cái dụ như cái vàng chuông đó của nhà Chu á là mấy cái thông tin đó là em thích cái sản phẩm này quá, đầu em lên Google em tìm hiểu vậy đó. Dạ đúng rồi anh. Mình nói chung mình chơi mình cũng nên xem là cái này nó là mô phỏng theo cái kiến trúc hay là theo một cái địa lý thời đại nào. Thời đại, đúng rồi. Ồ, mình nên hay. Tìm hiểu nó khá là hay. À, đó thì chơi một môn thì chúng ta sẽ bị kích thích và chúng ta sẽ muốn học hỏi ha, tìm hiểu thêm những cái thông tin bên lề về nó nữa, thì cũng là một cái cách làm cho cái kiến thức của chúng ta nó tăng lên, rất là hay. Này là gì nè? Gì tự cấm thành là đúng rồi, tự cấm thành. Này chưa có sản phẩm nào làm cái nội thành cung đình Huế đâu ha. Thì thật ra cái đó là cái em cũng có suy nghĩ. Thì bên phía nhà cung cấp là họ cũng có hỏi em lại muốn làm về cái mô hình riêng không. À mình có thể đặt hàng luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại vì hiện tại là do cái quota họ để cao á. À, cho nên là mình chưa có kinh phí để mình làm. À, ví dụ như vậy thì người ta cũng phải đòi hỏi mình phải làm bao nhiêu sản phẩm, dạ, sản đúng rồi, bao nhiêu rồi người đúng ta rồi mới sản xuất được, đúng không? Đúng rồi, họ làm dây chuyền mà. À, tại vì cái mô hình mà cung thành Huế thì anh thấy có vài nghệ nhân người ta làm bằng xi măng á, mô hình thu nhỏ rất là đẹp luôn, phải nói là rất là khéo tay. Tại bún bò Huế gì ở trên quận 9 đó ta. Đẹp. Rồi ngoài ra là em cũng dự định làm ví dụ như là chợ Bến Thành. Hồi đó là lúc mà sản xuất ở Việt Nam á là đã có chợ Bến Thành rồi. Nhưng mà mô hình nó bị thất lạc luôn rồi. Là cái họ chỉ tạo ra tầm cỡ 100-200 bộ gì đó. Họ bán lưu niệm thôi. Sau này là không còn bán nữa. Rồi limited luôn. Rồi, vậy là giờ ai có là cũng mang giá trị sưu tầm dữ lắm á. Tuyệt vời luôn. Cái này theo em có tìm hiểu là với cái chất liệu kim loại này thì với cái điều kiện mà bảo quản tốt như thế này nè,
Thì nó khoảng bao lâu anh ta? Em để hoài thôi. Để hoài luôn. Không có bị gì hết. Mỗi năm em đem ra em xịt rửa gì á, nên nó không có vấn đề gì. Đây là về mô hình kiến trúc Trung Quốc. Nhưng mà mấy bạn mà thích về kiến trúc thế giới thì mình chắc hồi nãy là bạn cameraman là chắc là có quay rồi. Có quay rồi. Ở bên đây. Đây, bên đây là kiến trúc thế giới. Vậy. Cối xì gió rồi cầu Luân Đôn. Cầu Luân Đôn. Tháp Eiffel này. Eiffel. Này của Úc nè, cái gì quên nè. Burj Al Arab rồi Basel. Gì Khải Hoàn Môn. Môn. Có lân có đồ đủ hết á. Cái cặp lân á đó, là cặp lân đó là đa phần là từ giờ cho tới Tết á, là người ta rất là thích. Là người ta tặng á, tặng khai trương nè. Rồi tặng là tặng làm mô hình Tết nè. Những cái cặp lân đó là hai con lân này là người ta rất là thích ạ. Ồ, có cái gì thần tài rồi. Dạ cũng là có thần tài, có cốc thiềm thừ nữa. Là những là bốn mô hình này là bốn mô hình của Tết á, để trưng bày. Cái dạng mô hình này nó có tích hợp vô mà có cử động rồi không ta? Cử động anh hả? Cử động thì hiện tại là nó chỉ có khớp là đưa tay chân lên thôi. Thì đây, một số em bé nhỏ đây, hoặc là con Hulkbuster là nó có thể là cử động được tay chân. Coi như là nó có cái khớp thôi, mình điều chỉnh cho nó. Nó là cái khớp 500 anh. Tức nghĩa là anh có thể là giật hai tay, giật hai chân ra được. Tụi nó kết nối với nhau là bằng 500, cho nên là lúc mình muốn làm gì thì mình làm. Đưa lên đưa xuống thôi. Thật ra cái bộ môn lắp ráp nó là một cái bộ môn chung. Và trong đó thì thể dục chúng ta có thể sử dụng nhiều chất liệu. Còn bây giờ thì có thêm mấy cái bạn mà thích làm cơ khí, làm mấy cái hình lớn bằng bánh răng đồ này nọ, đắp đắp vô này nọ cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó phải thép nó dày thì nó yêu cầu nó phải lớn. Dạ đúng rồi. Còn cái này là mình mô hình thu nhỏ chi tiết vô. Còn bên này là gỗ hả em? Dạ gỗ bên này là gỗ anh à. Gỗ cái... này em chỉ em hết chỗ trưng bày nên mình chỉ làm một số mẫu vui vẻ thôi. Chứ mô hình gỗ bên em là hơn 200 mẫu. 200 mẫu. Dạ. Và cái mô hình gỗ này là sau khi em chơi mô hình kim loại rồi đầu em thêm cái này nữa. Dạ đúng rồi. Cái sự khác biệt giữa mô hình gỗ với mô hình kim loại nó về cơ bản nó như thế nào? Về cơ bản á, chất liệu. Chất liệu. Chất liệu là gỗ và kim loại. Okay. Thì mình đọc vào mình biết. Đúng. Thứ hai nữa là về cái độ dày và độ chi tiết. Thì đối với mô hình kim loại á, là mình là kim loại mỏng thì nó dễ gãy. Nhưng mà đối với mô hình gỗ á, thì nó là chất liệu nó dày cỡ 1mm cho nên là nó không có gãy được. Không có gãy. Mô hình gỗ thì nó đi theo cái hướng gọi là về tạo hình và cơ khí. Thì nó chia ra hai loại là gọi là mô hình gỗ cơ khí và mô hình gỗ gọi là nhà tí hon. Như các bạn đang thấy gọi là mô hình gỗ nhà tí hon. Thì mô hình gỗ nhà tí hon nó sẽ mô phỏng gọi là những cái ngôi nhà, những cái sạp bán quần áo hay là sạp bán trái cây rồi tiệm tóc rồi tiệm bán bánh rồi bán hoa đồ đó. Thì những cái mô hình này á, là nữ họ rất là thích. Trời, con gái anh mở lên đây chắc chắn là đòi mua liền luôn á. Tại vì á, nữ họ thích sao là nó chi tiết, làm thủ công, nó màu sắc nhiều hơn mô hình kim loại. Ok ok, lát anh sẽ anh sẽ sắm một bộ sinh nhật con gái anh. Đúng rồi. Đó họ chơi thì họ thích làm thủ công nhiều nên là với lại một phần nữa là khéo tay. Cái này có một cái tiệm hoa với lại một cái tiệm làm tóc, không biết nó thích cái tiệm nào đây. Cái này là bộ bestseller đó anh. Bestseller. Dạ, bán nhiều nhất luôn á. Đẹp quá. Này là tiệm hoa. Tiệm hoa. Tại vì những cái mảnh như thế này là mình phải làm thủ công hết toàn bộ. Đó, là mình tạo hình ra là hoa cỏ này nọ gì là mình phải làm thủ công luôn. Chứ không phải là nó có sẵn nha. Không biết con bé này nó thích là thủ công hay là hoa đây, không biết. Không biết là thích tóc hay là hoa, hay trái cây. Trong kia là gì ta?
Dạ, trong kia là tiệm bánh anh ạ. Tiệm bánh hả? Dạ, tiệm bánh, kế bên là tiệm hoa luôn. Ồ. Còn bên trái nữa là tiệm cà phê. Ê. Nhiều lắm, nhưng mà ở đây là em chỉ trưng bày vài mẫu thôi. Còn cái dòng thứ hai của gỗ nhắm tới đó là mô hình cơ khí. Ừ. Tại sao mình gọi mô hình cơ khí? Tại vì nó là chuyển động được. Ồ, là những cái này á hả? À, như là chiếc tàu lửa à. Là nó có motor ở trong đó. Là khi mà mình làm xong á, mình lên cái dây cót thì nó có bánh răng trong đó thì nó sẽ chạy luôn. Ừ. Hoặc là cái mô hình kế bên bên phải mô hình tàu lửa là mô hình gọi là đường trượt bi lăng. Là mình khi mà mình xoay á là nó sẽ cử động luôn cái viên bi. À. Nó khá là hay. Ừ. Em đứng ở đây anh xoay xem. Giờ đang chọn quà cho con gái đây. Tiệm bánh, tiệm hoa, tiệm nào cũng đẹp hết. Đó, chuyển động được luôn kìa. Ồ. Cái bộ này thì nó cũng nhiều bộ lắm. Cái bộ này nó đã cũng là bộ cũ rồi. Nhưng mà nó cũng khá là hay. Ừ. Cơ khí ha, chuyển động được. Dạ yeah, đúng rồi. Sử dụng trục bánh răng. Cái trục bánh răng này là một cái gọi là kỹ thuật nữa. Ừ. Khi các bạn làm là nếu như mà mình làm nó không kỹ thì cái trục bánh răng này nó sẽ không có xoay là được mượt mà như thế này. Nên là mô hình gỗ về cơ khí là nó khó nhất là ở những cái trục bánh răng. Rất là hay luôn. Cái đó mấy bạn nam là chắc là thích đó. Còn bên này là cái gì em quên rồi ta? Cái này nè. Cái này là lịch vạn niên thôi anh. À, lịch cái đó vạn là niên, để mình xem lịch thôi. Ừ. Và không, có xem được luôn không ta? Dạ nó xem lịch được mà. Ồ. Nó xem lịch theo năm, theo tháng, theo ngày được luôn. Ồ. Và tới năm 2050 mấy nó cũng xem được nữa. Không biết cái tiệm hoa này với tiệm hoa mà em nói best seller nào đẹp hơn nhìn. Cái đó là do cái cảm quan của mỗi người. À. Hồi xưa anh thấy có cái chi tiết này nó có đèn hả ta? Có những cái này là có đèn bên trong hả ta? Cái đúng rồi anh. À. Nó có đèn mà. À. Những bộ như thế này là khi mà mình làm xong nó sẽ có một cái remote đó. Giấu ở đằng sau mình bật đèn lên cái là nó sẽ có cái đèn chính giữa ở trên. Ồ. Bộ này thì lại không có đèn. Không, bộ nào cũng có hết á. À, bộ nào cũng có dạ. Hết hả? Tất cả bộ đều là có đèn hết. Bộ này có vẻ nhà kính nó sẽ không bị bụi. Dạ. Cái nhà kính đó, người ta thích á. Là tại vì nó là theo hướng gọi là trưng bày theo dạng nhà kính. Ừ. Đó, còn cái kia là nó cái bộ hồi nãy anh xem á, bên kia là nó là theo hướng gọi là bán hoa. Một cái tiệm bán hoa. À. Còn cái đây là một cái nhà gọi là nuôi hoa trồng hoa. À. Nhà kính nuôi hoa trồng hoa. Còn một cái gọi là cái tiệm bán hoa. Okay. Đó, hai cái nó khác nhau. Em có thể cho anh lấy ra anh coi hai cái. À, dạ, anh sẽ chọn một cái về anh tặng quà sinh nhật cho con gái anh với. Yeah, hay quá, chưa có biết mua quà ở đâu. Trời ơi. Ok mình các bạn. Cái này bản thân mình xem. Đó. Bản thân mình thấy là những cái mô hình này rất là chi tiết, rất là đẹp. Và có hỏi thăm đó thì giá nó cũng dễ chịu các bạn. Thật sự mà nói đồ chơi bây giờ nó rất là mắc luôn. Đôi khi mà mình dẫn con đi mua đồ chơi mà nhiều khi nó mắc mà mình hú hồn luôn á, không hiểu tại sao mắc luôn á. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm này thì mình cảm giác là nó rất là xứng đáng luôn. Tại vì chi tiết nó rất là nhiều và nó có những cái bài học đằng sau nó, chứ nó không phải là thuần là một cái món vật chất gì đó để chúng ta có thể chơi bình thường. Mà cái này chúng ta có thể tương tác vào nó, có thể sáng tạo, có thể phát triển tư duy và kỹ năng rất là nhiều luôn. Sushi con gái của mình là rất là thích những cái mô hình như thế này, chị thích lắm. Này về chắc là cảm ơn ba Rodic. À, thì mình đang chọn hai bữa này, hai mẫu này đây. Coi mẫu nào thích hơn. Chọn coi đúng ý chỉ không? À, những cái chi tiết này là sau khi mình có đây là sẽ dùng keo dán cố định lại hết. Dạ đúng rồi, anh thấy em bật đèn lên nè. À, đem bật đèn lên ha. Ok, có đèn đàng hoàng. Bộ nào cũng có hết á. Em thấy bộ nào đẹp hơn? Bộ nào cũng đẹp hết nhưng mà không biết nên chọn bộ nào đây. Bộ này có vẻ nó nhiều chi tiết hơn. Nó đúng rồi anh. Ấn cái bộ hơn. Đó nó mắc hơn một tí, nó nhiều chi tiết hơn. À vậy hả.
Bộ kia nó có cái nhà kính nhìn nó sang sang, nhìn nó đẹp. Bộ này thì nhìn từ từ mình coi coi cái đèn nó nằm đâu. Lên rồi đó. Này đỡ bụi. Mà này có đèn này dám chỉ để làm đèn ngủ luôn cũng được, nó chỉ tắt đèn hết để chắc đẹp quá. Vậy sao đây? Gái lớn anh nó cũng khéo tay mà nó mê mấy này đó. Là mô hình rồi. Nào ta. Em vote này à. Mọi người đều thích cái này. Mọi người là đều thích cái này hết. Tại vì cái này gọi là sao, nó đẹp mà đẹp theo dạng coi như là cổ điển. Cổ điển cổ kính á. Với lại một phần như nó là nó khó bụi. Nên là người ta thích cái này. Ok. Ok, thôi lấy anh bộ này đi em. Dạ. Tí nữa em lấy cho anh sau. Ok. Tuyệt vời. Quà mới ghẹo nó sinh nhật chưa thấy quà đâu. Quá đẹp. Ok, rồi. Những cái gỗ này là mình không được dính nước. Dạ đúng rồi, nó bị giống như nãy em chia sẻ là gỗ thì là mình không nên để cho nó dính nước. Rồi, sẵn anh hỏi giá bộ này nhiêu em? Dạ, bộ này nhà hoa này là 730. Còn bộ này? Bộ này là 850. Ok. Rồi, về chốt bộ này. Dạ rồi. Tối nay dễ nói chuyện rồi. Có đồ dễ nói chuyện rồi. Bây giờ mình unbox thử cái hộp mô hình kim loại cho mọi người dễ hình dung. Hồi nãy chắc là anh Nam vẫn chưa có hình dung được là cái mô hình kim loại này là nó như thế nào, đúng không? Khoan, đầu tiên anh sẽ cho mọi người coi cái hộp giống như ban đầu em có nói là cái ấn tượng ban đầu của em á, là em nhìn vô cái mô hình đó em thấy nó đẹp, nó chi tiết quá, mà tại sao cái hộp của nó có chút xíu là cái này là nó ra chiếc cỡ chiếc nào ta? Dạ đúng rồi đó, cái chiếc bên phải anh nè. Bên phải. Dạ đúng rồi. Đây các bạn. Một chiếc thuyền coi như sau khi mà ráp hoàn thiện thì nó sẽ có kích thước như thế này ha. Và cái hộp của nó y như là một cái cuốn băng video hồi xưa mình coi đó, nó mỏng hơn cuốn băng nữa. Thường thường nếu mà cái này mà bằng những cái khác thì nó sẽ khá là to đó. Còn cái này là bao gồm những cái lá kim loại mỏng ráp lại. Bây giờ mình sẽ unbox ha, đó để mình coi cho các bạn xem. Ở đây thì nó ghi là Battleship Yamato ha. Thì mọi người mà xem về Thế chiến thứ hai là biết cái con tàu này rồi. Này là của Nhật Bản. Ngoài ra ở đây người ta cũng có hướng dẫn một số, cũng có cái thông tin một số cho mình thông tin về con tàu, như là con tàu này dài là 29.5 cm, ngang là 3.9 và cao là 6.5 ha. Bên đây là họ cũng có thông tin cho mình thấy là sẽ có 3 cái miếng ghép lớn. Và trong đó là sẽ có tổng cộng là 245 mảnh ghép nhỏ. Và độ khó của con tàu này là 6 sao. Hiện tại là bên mình là độ khó là tới 10 sao lận. 10 sao, 10 sao là maximum. 10 sao là maximum, tại vì sao có 10 sao mà ở đây chỉ có 6 sao thôi. 10 sao là tại vì những cái hãng kia là họ đưa ra là cái level cao nhất của họ là level 10. Cho nên mình lấy cái tổng level 10 thôi. Thì hãng này họ đưa ra là level 7 là cao nhất. Mình lấy 6 thôi. Với lại một phần nữa là mình cũng có kinh nghiệm chơi, cho nên mình đánh giá được cái bộ đó là bao nhiêu độ khó bao nhiêu. Ngoài ra ở đây là dĩ nhiên mọi người chơi, mọi người sẽ quan tâm là cái gì? Là cái an toàn và có chứng chỉ hay không. Ở đây là có chứng chỉ hết ha. Đây các chứng chỉ an toàn của châu Âu đó, S này nọ hết. Là độ tuổi là 14 cộng đây. Là họ, đây là hàng công ty cho nên là họ sẽ đưa tất cả các thông tin cho cái mình xem là mình sẽ dễ hình dung. Và đây là họ cũng có xuất khẩu và sản xuất nữa, cho nên là những cái tiêu chí về an toàn cho người chơi là họ đưa lên hàng đầu. Chứ không phải là dạng hàng nhái lại như hồi nãy mình có chia sẻ. Bây giờ mình unbox cho mấy bạn xem qua. Unbox luôn. Khui siêu.
hướng dẫn trong tiếng Anh không em, hay là tiếng Hoa? Dạ tiếng Hoa tùy bộ. Ừ. Tùy bộ là sẽ có tiếng Anh. Ừ. Dạ. Tiếng Hoa đôi khi nó cũng hơi nhưng mà thật ra thì cái này mình gọi là sao ta, tiếng Anh với tiếng Hoa thật ra nó cũng vậy à. Tại vì nó chúng ta nhìn hình có thể hiểu đúng không? Đúng rồi anh. Cái này anh có móng tay không? Giải ra giùm em, không có móng tay. Nó hơi cứng. Hả? Móng tay gỡ nó dễ. Ok. Mình thấy ha, mình để qua cho một bên cho mấy bạn xem đây. Đây là cái tờ hướng dẫn nè. Đó. Cái tờ hướng dẫn là mọi người cũng thấy nè. Nó cũng có ghi là hướng dẫn là bước đầu như thế nào. Mình mở ra cho tờ này bạn. Có tiếng Anh nè. Đó. Ở đây nè là sẽ cần có kìm cắt kìm nhọn. Rồi cách chơi như thế nào đây. Cách bẻ như thế nào đây. Thì tí nữa là mình sẽ đi chi tiết qua. Rồi mình bỏ qua một bên. Còn đây là cái chắc là một tờ hướng dẫn nữa. Đây là một tờ hướng dẫn, bộ này là hai tờ hướng dẫn. Còn cái tờ này là tờ gì? Đây là cái tờ là mảnh ghép của sản phẩm. Nó to đùng như thế này để cho mọi người dễ hình dung. Ví dụ như là cái bảng A này. Cái bảng A thì nó sẽ có mảnh ghép như thế nào như thế nào. Mọi người dễ hình dung ha, nó rất là to, không khó mà làm sai được. Nhưng mà những cái tờ này á, nó chỉ có trên màn hình chính hãng thôi. Còn mô hình mà không chính hãng thì cái tờ nó có chút ít kìa. Chút xíu như đây thôi, cái hình nó chút xíu thôi. Ở đây có tờ nó có ba cái tấm ghép lớn ABC thì họ sẽ có ba cái hình cho mình. Coi như là tấm A thì là ghép hết vô đây, tấm B ghép hết vô tấm C đây, xong rồi ráp ba cái lại nhau là hoàn thiện. Ở đây thì mình sẽ thấy là đây là sẽ là cái tấm mảnh ghép ha. Trùng với ABC như nãy mình thấy. Đó. Rồi. Ở đây là mình sẽ để cho mọi người xem. Đây, A tấm B tấm C. Quá trời chi tiết. Cái này nếu mà làm chắc mình phải có những cái dĩa, những cái khay mình bỏ chi tiết vô cho đừng có rớt đúng không? Dạ, mình nên có anh à. Chia ra sót một cái là thua luôn. Xem cho nó hình dung, dễ hình dung ha. Đó. Em có thể quay nó cận cảnh hơn, mọi người xem được cái độ chi tiết của nó rất là bóng. Thì nhiều khi là qua video mọi người không có thấy được cái độ bóng của nó. Nhưng mà mọi người nhìn bên ngoài thì nó có độ bóng rất cao. Đầu tiên chúng ta phải xác định coi là ở đây có 3 mảnh ghép thì mảnh nào là mảnh A. Ví dụ chúng ta có thể dựa vô hình này ha. Đây là mảnh A. Đây. Đây các bạn thấy không? Đó. Đây là mảnh A. Đây là cái giống tấm, không? Cái tấm A nè. Tấm A. À, đó, tấm A. Đây là cái tấm A có những cái chi tiết ở đây. Và bạn coi nó rất là mỏng ha. Đó. Thì đó là lý do tại sao mà một cái mô hình nó tương đối là to và cái hộp nó lại rất là nhỏ. Đó, thì trong đây nó là những tấm như thế này thôi, và trong đây nó có những cái mảnh ghép như thế này. Chi chít chúng ta phải tách ra và chúng ta phải kết nối lại với nhau. Mình nhìn là thấy cũng hơi quán. Cái này là phải đam mê yêu thích nha, và phải dấn thân vô làm thử coi. Đúng sao rồi, phải làm thử coi. Cái này phải dấn thân làm thử thì mình các bạn mới hiểu hơn được. Đúng rồi. Chứ còn ngồi nhìn thì không biết đâu. Như cái này sẽ là mảnh là tấm. Tấm này là tấm B đây nè. Đây là tấm B. Tấm B. Người thấy nó hướng dẫn rất là chi tiết. Cái tấm rất là chi tiết, nó có màu sắc nữa. Thì dĩ nhiên ở trong cái tờ mà làm, khi mà mình làm hướng dẫn nó cũng sẽ có màu sắc tương ứng luôn. Đây là tấm C, rất là mỏng luôn. Mỏng lắm, 0.2mm. Và đúng là mình chà nè các bạn. Chà thử nó khác biệt. Ví dụ như cái đầu mũi này thì nó, mình nghĩ là nó sẽ cỡ cái lon bia đó. Nhưng mà khi lon bia mình đẩy một cái vậy là đi bụi đứt tay, còn cái này đẩy rất là an toàn ha. Đây là an toàn. Cho anh thử luôn, cái này là hàng nhái. Anh thử đi. Này là mấy miếng này, 2 miếng hả? Dạ, anh gỡ ra một miếng, anh làm thử, đó. Không sao hết. Được không? Mở ra được không? Được anh, không sao hết. Ồ, khác nhau khác vậy. Khác hẳn luôn các bạn. Cái này
này, cái này mình nghĩ là nếu mình quẹt nhanh một cái vậy là đứt tay, đứt liền, quẹt nhanh cái đứt tay á, đó là hàng nhái. Còn hàng này là bảo đảm với các bạn là sẽ không bị. Còn hàng này là vô tư luôn, đó này là tự tin làm luôn. Cảm giác giống như một cái là sóng dao, một cái là lưỡi dao vậy đó, hai cái. Đây là cái tờ hướng dẫn, đây là bao bì của dạng hàng nhái nè. À, đây là cái tờ hướng dẫn của hàng nhái, mọi người nhìn. Mọi người nhìn thấy nó như thế nào? Thấy nó rối hơn hẳn luôn. Đó, đây là cái tờ hướng dẫn, là cái bộ cái gì ta, gọi là cái mảnh á, cái tấm thép á, là nó chỉ có như thế này. Còn đây là hàng, còn phía trên này là hàng công ty. Việc đầu tiên mà chúng ta nhìn vô, chúng ta sẽ thấy là cái hàng nhái á, nó sẽ khó hình dung hơn rất là nhiều. Thì từ cái ban đầu là do cái màu sắc á, cái này nó chỉ hai màu thôi, dạ, đúng rồi. Mình nhìn vô dễ bị quán lắm. Còn cái này ví dụ như có xanh, có đỏ, có tím đồ này nọ, mình nhìn vô là mình phân biệt liền. Thì cái đây là cái cảm quan ban đầu ha. Rồi kích thước của những cái chi tiết hình thì chúng ta nhìn vô như cái này, mấy này là phải ánh sáng cho tốt, chơi cái này ánh sáng cho tốt nè, thậm chí là nếu phải có kính lúp nữa mới sẽ hình dung được. Đó thì có như là cái hồi nãy, lúc nãy là mình có chia sẻ cho các bạn là nó cái phần lý do tại sao mà hàng nhái là họ cái giá thành của nó là nó rẻ hơn cái hàng công ty. Đó. Mình khuyên, mình chỉ hướng theo các bạn là trên nên chơi hàng công ty thôi. Em đây là ba cái bộ dụng cụ chính, dạ, để mà rồi chúng ta thao tác. Mấy cái này mình mua ở ngoài cũng có ha, dạ, mình và em cũng có cung cấp luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này, mấy cái này mình mua ở ngoài cũng có và em cũng có cung cấp luôn rồi. Mọi người muốn thích mua ở đâu cũng được hết. Rất là đơn giản, cái này là kìm kẹp mỏ nhọn ha, cái này kìm cắt và cái này là cái nhíp. Nhíp này nhỏ nhỏ. Cái này để thao tác những cái chi tiết đúng không? Dạ mình gấp này nọ lên anh nè. Nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Tại vì nhiều khi cái tay của mình nó sẽ to hơn là cái mảnh. Này, ba bộ này là đủ cho anh em coi như là nguyên ngày chủ nhật mà không biết làm gì, ngồi gáp là đủ vui. Cái đó là bộ đó thôi, còn nên là mình có nên thêm, có thêm à bên đây. Nên có thêm cái bộ uống tròn. Đây là bộ uống tròn. Này gọi là gì ta, giống như là Donnie vậy đó, làm nhẫn rồi ha, có những dạ, cái rồi. Đây, các bạn uống tròn, ví dụ muốn uống size này thì dùng cái miếng thép đó quấn qua đây. Đó, bây giờ là anh Nam dễ hình dung hơn rồi đúng không? À đó, nên là biết cách làm rồi đó. Có nhiều size. Có những cái mũi nhọn này giống để đục hay gì hết ta? Cái mũi nhọn đó là mình những cái đầu nhọn là đúng không anh ạ? À? Ừ đúng. Này rồi, mình làm theo cái dạng hình bán nguyệt á. Bán nguyệt. Mình dễ hình dung là cái bộ lân. À. Mọi người dễ hình dung hơn, mọi người nhìn cái bộ lân này nè. À, người thấy zoom lên. Đó, thấy những cái cục mà tròn ngay cái thân của con lân á. Rồi. Tức là nó không phải hình tròn mà hình bán nguyệt. À. Thì mình để cái mảnh ghép đó lên cái hình này. Ok. Xong rồi mình dùng tay mình ép nó xuống. Thì nó sẽ ra luôn cái cục đó. Ok. Đây là đồ nghề. Này là cơ bản nhất thôi. Cơ bản nhất. Bên mình cũng có cái bộ đồ nghề mà của hãng B-School luôn. Thì bộ đó sẽ cao giá hơn một tí. Nhưng mà cái này gọi là cái cơ bản nhất là để cho các bạn là có thể chơi được luôn. Là mình chơi là coi như là những cái bộ này thì mình chơi tầm cỡ 5 cho tới 10 bộ thì nó sẽ không chơi được nữa. Tại vì nó cái chất liệu của nó cũng rẻ. Thì nó cắt ra, cắt và chơi lục từ từ nó đó sẽ bị lục. Thì sau này mình chơi, nếu mà mình hướng về cái việc là mình chơi lâu dài thì mình hãy nên đầu tư cái bộ xịn hơn, xịn sò hơn. Ủa em, cái này là những cái mối nối nó ráp nhau giống như nãy em nói là nó một cái hình thức kiểu dạng âm dương đúng không? Dạ đúng chứ rồi. Chứ nó không hề dùng keo đúng không? Dạ đúng rồi. Không hề có keo gì trong đây hết. Cái đây là mình, lý do tại sao hồi nãy là không có giới thiệu cái chỗ này. Ở đây mình giả sử mình nhìn ở đây. Lúc đầu ha. Em zoom lên đi. Lúc đầu là các bạn thấy là cái mảnh này đi. Thì khi mà cái mảnh này họ yêu cầu mình tạo hình nó ra như thế này. Đó, sau đó là cái mảnh A2 thì mình sẽ cần phải tạo hình như thế này. Anh Nam có hình dung được không là từ cái mảnh
phẳng như thế này uống á, là mình phải uống cong. Ok, đó, nó tròn quay. Okay. Xong rồi mình uống cái phần này nè, uống cái phần này tròn quay, sau đó là mình mới gập, mình dùng cái kìm nhọn mình gập cái đầu tròn này xuống à, thì nó mới ra được cái hình tròn quay như thế này. Ok, sau đó là mình dùng cái hình, mọi người thấy cái hình có cái khớp nhỏ nhỏ nè, mọi người thấy không? Ừ. Cái khớp nhỏ ở đây. Ừ. Thì ở đây là nó sẽ có cái lỗ. Ừ. Hai cái khớp dài ra và hai cái lỗ. À. Thì mình mới nối nó lại với nhau. Ok rồi. Mình xỏ hai cái này vào cái lỗ này. Ok. Ở đây mình thấy nó có hình tam giác. Ừ. Hình tam giác là như thế nào? À, mọi người thấy ở đây hình tam giác. Là tức nghĩa là mình dùng cái kìm nhọn. Đây mình dùng cái kìm nhọn ở đây ha. Ừ. Dùng kìm nhọn ở đây. Mình bóp lại xong mình xoắn. Ừ. Thì lúc này khi mà xoắn lại nó sẽ ra được hình như thế này. À. Nó sẽ giữ lại, mình giật ra được vô và nó không có giật được. Ok, coi như đó là cái phần mà lắp ghép hồi nãy em có chia sẻ với anh Nam là khi mà mình xoắn 90 độ với lại uống còn thôi. Và gập 90 độ. Gập 90 độ là sao, là mình dùng cái kìm nhọn mình bóp lại xong gập quanh đây. Ok. Là nó cũng sẽ giữ được. Okay. Nhưng mà thường á, những cái chi tiết ở mặt bên ngoài người ta mới hướng dẫn mình làm cái này. Ừ. Làm sao để mình che cái món nối lại. Ừ. Nếu như mình làm xoắn 90 độ thì lúc đó mặt chi tiết bên ngoài mình sẽ thấy nó có lòi cái khớp ra. Ừ. Nó sẽ không đẹp. Ừ. Phải giấu đi được mới đẹp. Này dễ hiểu. Cái phần tròn trên giống như cái nắp vậy các bạn. Cái thanh ngang này các bạn uống thành hình tròn này, cái này giống như cái nắp đập xuống, gập xuống. Đó, đó. Mọi người phải okay. Hình dung trong đầu. Ok, ok, hiểu rồi. Là mọi người phải chơi cái này như hồi nãy mình có chia sẻ, là mọi người phải hình dung, cái tưởng tượng cái một tí hình học ở trong đầu. Đúng rồi. Còn cái gì này là những cái chốt hả ta? Đây là những cái nòng súng anh nè. À, nòng súng. Nòng à. Súng. Này họ cho 10 cái nòng súng. Thì những cái này là không thể nào mà mình làm được rồi. Đúng rồi. Họ sẽ cho CNC nòng súng và nó sẽ đẹp hơn. Ừ. Những cái này, những cái chi tiết này nếu mà nó gãy á, thì chắc mình cũng đi đâu ra ngoài mình nhờ người ta tiện nổi. Ba chi tiết nhỏ này không làm nổi. Không làm được. Thì dĩ nhiên trong bộ á, một số chi tiết nào mà nó khó quá thì họ sẽ cho dư một tí. Đa phần là dư một tí, một hai cái thôi. Nhưng mà nếu như mà lỡ gãy thì mình nên dùng keo mình chích thì mình chơi tiếp. Ở bên này nó có một cái kiểu dạng như là nó dùng từ gì ta? Nó gọi là custom không? Giống như là ví dụ như Lego mình mua tùm lum tà la về xong rồi mình tự custom lên. Dạ. Còn cái bên này thì nó có cái dạng kiểu custom đó mà. Thì cái đó là custom như vậy á, thì thật ra là cũng có, nước ngoài họ cũng làm. Ừ. Tức nghĩa là họ mua nhiều bộ, sau đó là họ lên cái bản vẽ của bản vẽ họ. Của họ luôn. Họ suy nghĩ cái mảnh này họ muốn tạo hình gì trước cái ta. À. Sau đó là họ sẽ hình dung trong đầu là nó cần phải có mảnh A, mảnh B, mảnh C gì họ gắn vào được. À. Tại vì những cái này là nó đúc CNC sẵn và nó có lỗ sẵn hết. Chẳng qua là các bạn là muốn custom theo kiểu nào thôi. Nhưng mà custom theo dạng này nó khó hơn. Khó. Có nghĩa là khi mà người ta đã quá thuần thục với lại những cái bộ có sẵn rồi. Yeah. Người ta muốn thử thách hơn. Thì đại loại hình dung có thể mua 10 bộ để lấy 10 cái chi tiết ở trong đó ráp thành một cái cho riêng mình. Dạ đúng rồi. À, kiểu dạng vậy. Đó là ở cái trình cao à. Bạn có thể hình dung cái... Thứ nhất là mình thấy là một cái sản phẩm quá chi tiết và đẹp. Cái thứ hai là cái độ khó, cái độ thử thách của nó là khó, có ha. Anh em nào mà thấy cái ngón tay của anh Nam đưa lên cho mọi người xem là cái chi tiết nó nhỏ như đúng thế nào rồi. So với ngón tay á. Đúng rồi. Đó, à. Mọi người chơi nếu mà chinh phục được đó, mình bao với các bạn là các bạn sẽ thích luôn. Ngày xưa á, nói chung cái này thì nó anh chưa có chơi. Nhưng mà chưa mà chơi mấy cái mảnh ghép thành cái bức tranh á, giống nhau á, thì anh cũng thích chơi cái trò đó. Yeah. Bước đầu thì sẽ khó tìm cái điểm bắt đầu. Yeah. Nhưng mà bắt đầu nó sẽ trôi rồi á, càng về sau nó sẽ càng giống như cảm giác giống như là mình cảm được nó, ráp yeah. vô là khích. Rất là đẹp. Anh Nam cầm hàng công ty với hàng kia vào là anh Nam thấy khác đúng không? Khác hẳn luôn. Nó những cái chi tiết rất là nhỏ luôn ha các bạn ha, rất là nhỏ luôn mà được cắt đồ nó rất là nét. Anh em nào mà mê với bộ môn này là biết tìm chỗ nào rồi, có trò chơi rồi.
này mà ai mà yêu thích chắc ngồi. Em mà mỗi lần em ngồi em làm á, anh nghĩ chắc tập trung cao độ, thời gian nhiều khi nhìn lại thấy trời trôi qua nhanh luôn. Dạ đúng rồi anh. Có khi mình làm ví dụ như là từ 6-7 giờ tối mình làm tới 2-3 giờ sáng mình còn biết. Nhưng mà khi mà mình làm đó mình sẽ bị cuốn vào. Đúng rồi. Mình không thể nào đang làm hồi giờ bỏ đi ngủ. Đúng rồi. Nó bị cái đang làm cái bắt bỏ đi ngủ và thấy hay nó hay tột hứng lắm, tột mút lắm. Còn mình đang có mút mình làm á là sướng dữ lắm. Dạ. Mà giờ làm cái này mà làm thường thường làm có cái phòng riêng ha, không gian nó yên tĩnh chút xíu, tập trung vô. Dạ. Thả hết cái hồn mình vô trong đây. Dạ. Mình làm là phải nói là nó giải stress cho mình, nó cũng tốt lắm. Ừ. Công việc mình nó có bị nhức đầu hay là bị stress nhiều thì mình chơi cái này nó giải stress tốt. Ừ. Ngoài ra thì đối với các bạn trẻ thì được cái phần là tư duy nó nâng cấp lên, nó sáng tạo. Đúng. Mình áp dụng thêm được cái phần mà hình học hồi đó là mình có học, mình nghĩ sau này nó không có sử dụng nhưng mà chơi cái này vô em thấy nó có sử dụng. Đúng rồi. Thật ra mình chưa có dịp sử dụng thôi, nhưng mà ai mà đam mê mấy cái này chơi cái này mình nghĩ là sẽ rất là tốt luôn, rất là hay luôn á, phát triển tư duy á. Thật ra bây giờ á, thế giới bây giờ nó vận hành mỗi lúc một nhanh, thì các bạn có thể so sánh giữa ví dụ như TikTok bây giờ đi. Mọi thứ nó nhanh, cái đầu mình chỉ có tiếp nhận thôi, tiếp nhận bên này cho qua bên kia, tiếp nhận bên này cho qua bên kia, cái thông tin nó liên tục như vậy. Thì những cái bộ môn này nè, những cái bộ môn này là đối với mình nó rất là tốt luôn. Những cái bộ môn này chúng ta sẽ bình tĩnh lại, nhìn nhận vấn đề, sắp xếp ý tưởng, tất cả mọi cái lại bắt đầu mới kết hợp với nhau, lúc đó cái đầu mình nó mới hoạt động được ha. Mình lắng động tất cả mọi thứ, bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ bên ngoài đó, đầu mình tập trung vô đây. Tại vì nó rất là chi tiết và rất là nhỏ đó, lúc đó cái đầu chúng ta mới hoạt động thì nó rất là tốt cho trí não. Còn tất nhiên là đời sống hiện nay nó đang rinh như thế đó thì chúng ta vẫn phải rinh theo nó, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận ra được những cái có hại của nó ha. Thì đó, đây là những cái trò chơi mà nó rất là tốt cho trí não. Thì theo em giới thiệu đây là những cái khó nhất. Dạ. Đây là cái đẳng khó nhất của bộ môn này rồi. Dạ. Tàu chiến cũng là khó, nhưng mà đối với những cái mẫu siêu quái thú như vậy nó sẽ là khó nhất. Tại nó chi tiết nhiều hơn. Dạ, chi tiết nhiều và nó cái cách làm của nó khó, nó tạo hình nó khó. Và ngoài ra nó khó thêm một cái gọi là nhà cung cấp đánh đố nữa. Ồ, có nhà cung cấp đánh đố nữa. Có nhà cung cấp đánh đố nữa. Làm sao ta? Tức nghĩa là ở một số nhà cung cấp á, như cái hãng đó là một số mẫu là họ sẽ không có hướng dẫn quá chi tiết. Họ vẽ từ hình A sang hình này thôi. Thì mình phải suy nghĩ trong đầu mình là phải bẻ, phải làm như thế nào nó ra giống vậy. Chứ họ không có làm là gọi như là hướng dẫn là chi tiết như cái hãng B-School này. Hãng B-School này nó làm cho mình gọi là từng bước nhỏ. Cái này là thuộc dạng cho gọi là expert á, tầm master chút xíu. Dạ, đúng rồi, 10/10 hết toàn bộ á. Có nghĩa là đôi khi các bạn ta đưa ra một cái, có một cái gọi là một cái sở thích, một cái đam mê gọi là giải bài toán đi. Người ta đưa cho bạn một cái đề bài và không có cung cấp cho bạn những cái thông tin này nọ thì bạn phải tự tư duy để mà giải quyết bài toán đó, thì đây là một cái thể loại như vậy thì cũng rất là tốt luôn. Nhưng mà cái này nó thuộc dạng trình cao. Chứ không phải là nhà sản xuất tại sao sản xuất cái bộ này mà lại sơ sài không có làm cái kia. Thật ra nó có ý đồ chứ không phải là do người ta không làm. Thì cái này thuộc trình cao ha các bạn ha. Ồ, cái mô hình này nó gọi là lớn nhất trong cái thể loại này thì nó kích thước nó khoảng bao nhiêu ta? Chắc Eiffel rồi. Thả Eiffel này thì em không nói rồi. Tại vì hiện tại nó hết sản xuất thì mình xem như là mình không tính nữa đi. Ok. Lớn nhất thì hiện tại là dòng Transformer. Hoặc là cái dòng siêu quái thú rồi cái khúc ở trên đó là những mô hình lớn nhất rồi. Tại vì mô hình kim loại á, nó tập hợp nhiều chi tiết cho nên là những chi tiết nhỏ thôi, cho nên là hiện tại là lớn nhất là chỉ như vậy. Mà giống như nãy em chia sẻ, mình nhìn mô hình như vậy thôi mà khi mà mình làm á, thời gian nó rất là lâu. Đúng rồi. Thật ra nếu mà nói về đồ mà sản phẩm mà mỹ thuật mỹ nghệ đó các bạn, hình như là càng nhỏ nó sẽ càng có giá trị cao. Như hồi xưa mình chơi chim vậy đó, chơi lồng á, che chạm á, thì những cái lồng mà lửa đồ này nọ thì nó bự, đâm ra nó dễ chạm khắc hơn so với những cái dòng lồng về con khoen đồ này nọ, thì nó chi tiết hơn, nó sẽ giá trị cao hơn. Chi tiết thì nó sẽ khó thao tác hơn. Kể cả cây súng này cũng là bằng gỗ luôn hả ta? Dạ, cây súng bằng gỗ anh. Và nó cũng là cơ khí luôn. Dạ, nó có thể anh bắn được luôn á. Bắn được luôn hả? Để bắn bằng dây thun. Đây là mấy cái hình này nè.
À đây đây đây, đây. Đó, mấy cái hình này nè, mấy cái hình anh lính này nè. Ok. Là mình gài dây thun lên đây, mình xong mình lên còi, mình bắn vô hình anh lính này thôi. Ok. Còn ở trong này mà cái dạng mô hình trong cái hộp này nó là một cái mô hình gỗ á anh nè. À. Gỗ luôn. Cũng là cái dạng gỗ á. Mà nó dạng nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ nhỏ, mình dùng nhíp mình làm. Em thích cái này, chắc tính cách của em cũng tỉ mỉ lắm ha, trong cuộc sống. À dạ. À, thì mỗi cái bộ môn chơi nó sẽ thể hiện cái tính cách của cái người chủ đó. Rất là tỉ mỉ, đẹp. Mình có học cái gì liên quan tới mỹ thuật đồ này nọ không ta? Dạ không ạ. À. Ngành chính của em là về IT. Ôi, không một trà một vật luôn. Một bên là con số đồ này nọ, code kit đồ thuật lâu la đúng không? Còn một bên thì là mỹ thuật, chất xám, khéo tay hay làm. Hay quá. Rồi sao hai tính cách này nó lại gặp vô một con người được ta? Em cũng không biết, do mình đam mê. Không, nhưng mà anh nghĩ nhờ vậy nó lưu thông tốt. Dạ. Mỗi khi gặp cái gì stress thì mình có cái chỗ giải tỏa. Dạ đúng rồi. À. Rất là hay. Hẹn quá. Em có cái card visit hay cái gì để anh quay lên cho mọi người, ví dụ như muốn tìm hiểu về cái này mọi người sẽ liên hệ với em như thế nào? À, chúng tôi hiện tại là em chỉ có website thôi anh. Website hả? Thì có cái hình ảnh gì cho mọi người đọc, nhiều khi mình nói chuyện mọi người không có biết viết ra. À, không biết viết đó là cái gì. Đưa cái điện thoại cũng được. Dạ rồi, em đợi một tí. À, thật ra cái chi phí để chơi bộ môn này thì mình thấy nó không có cao ha các bạn ha. Nó không có cao. Dạ, này. Ok, mọi người có muốn tìm hiểu về mô hình này thì có thể lên website ha. Này là website đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Đây. Tại sao em lấy cái tên này ta? À, em nghĩ là cái này là chỉ puzzle á thì nó gọi là mô hình. Ừ. Còn tại vì em nghĩ cái này là nó sẽ thiên về hướng nghệ thuật hơn. Ừ. À, nó làm tỉ mỉ hơn thì em thêm chữ art vào. À. Thì cách nói hai chữ là art puzzle. À, ok. Ok các bạn, đây là những cái mô hình chơi kim loại 3D cũng như là gỗ luôn. Thì theo mình đây nó không hẳn là một cái món đồ chơi mà cũng là một cái nơi để chúng ta có thể phát triển bản thân của mình. Thì mình cứ nghĩ là nó sẽ tương đối mắc á, nhưng mà thật ra nó cũng dễ tiếp cận. Thì cũng như đồ chơi nó có nhiều thể loại các bạn. Như cái thể loại này là chúng ta gọi là tự vượt qua bản thân mình để chinh phục nó. Giống như thể thao á, thể thao nó có mấy dạng, thì có dạng là đối kháng, quýt lộn, đá banh đồ này nọ. Rồi có dạng là vượt qua bản thân mình, giống như là đánh góp đi. Đánh góp là chúng ta không có đối thủ ha, chúng ta phải vượt qua bản thân mình để đạt được cái kết quả tốt nhất. Thì mình nghĩ đây là một cái bộ môn đồ chơi mà chúng ta phải vượt qua bản thân mình, phải cố gắng làm sao cho nó đẹp nhất. Mỗi ngày nó sẽ tinh tế hơn, tỉ mỉ hơn, khéo léo hơn để tăng cái khả năng của mình. Thì mình nghĩ đây là một cái những cái trò chơi mà nó tốt, nó tích cực, nó có tính sáng tạo, nó không quá thụ động. Tuyệt vời luôn. Ok. Bây giờ mình lấy cái mẫu này ra đi ha. Thì nãy giờ mình có giới thiệu với các bạn về những cái mô hình này rất là đẹp rồi, rất là chi tiết cũng như là cách chơi, nói chung rất là nhiều cái. Thì nếu mà các bạn yêu thích, muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên trang website để mà tìm hiểu thêm những cái thông tin, cũng có thể kết nối trực tiếp với em đúng không? Dạ, mình cũng có thể lên Facebook á. Em có fanpage Facebook. Thì mọi người cũng có thể lên trên đó, mọi người muốn tìm hiểu mọi người có thể chat trực tiếp. Ok, đó, có chat trực tiếp, có tư vấn, có nào không hiểu thì sẽ có hướng dẫn. Và cái này mình cũng là buôn bán coi như là toàn quốc luôn. Dạ. Thời bây giờ nó rất là dễ rồi, cho dạ. Cái chuyện đó rất là thuận tiện, ở đâu thì chỉ cần order thôi là sẽ ship về tận nơi luôn. Trong quá trình anh em unbox ra chơi, gặp cái gì thắc mắc thì có thể kết nối với lại chủ shop rất là dễ dàng để tư vấn cho mọi người luôn ha. Thì ok, cái video clip này thì đầu tiên mình đến đây là để tìm hiểu cho bản thân mình, rồi giới thiệu với các bạn về những cái cuộc chơi nó hay, những cái bộ môn chơi nó hay, nó tốt cho cái sự phát triển hả. Thì vô tình lại mua được cái món hàng ưng ý để về tặng quà cho con gái.
Hôm qua mình nói ủa sushi sao sinh nhật không tặng quà trai vậy, nó nói sao ba nói chuyện nghe ngược ngược vậy. Ok bây giờ mình sẽ quyết định mua cái này, mua cái này tặng cho gái lớn, có đèn có đồ rất là đẹp, nó mê lắm á, nó thích mấy cái này lắm á. Rất là đẹp ha các bạn ha. Ok rồi em cho anh xem cái hộp này với. Dạ rồi anh đợi một tí ha. Xứng đáng. Vẫn phân vân cái này, nó cũng có cái đẹp của nó. Không biết gu nó thích cái nào. Nhưng mà thôi cái này đi. Cái này nhìn nó sạch sẽ hơn. Chưa có. Nhà có bụi rồi, cái này nó dính bụi lum. Em thích thể loại nào? Em thích cái thể loại mà gọi là được sơn ha, nhìn nó có vẻ hiện đại hơn. Giống như cái mơ này. Hay là em thích cái thể loại nào? Kiến trúc á hả? À, em thích những cái mẫu kiến trúc hả? Ừ. Rồi cái này quá đẹp rồi. Cái khúc cây giống nó thấy đẹp quá. Nhìn như thật ha. Đẹp. Cái này nữa. Kiểu gỗ gỗ nó cũng đẹp quá ha. Đây là cái hộp này anh Nam ha. Ok. Này là hướng dẫn bằng tiếng Anh. Ồ. Đây các bạn. Sướng chưa? Này còn có thông tin về import á. Này là em nhập chính hãng. Này là công ty nhập chính hãng cho nên là có thông tin về nhập khẩu hết toàn bộ. Cho nên mọi người cứ yên tâm về cái phần này. Đây là về tiếng, này là hộp là về hướng dẫn là về tiếng Anh chứ không phải là mô hình gỗ là sẽ hướng dẫn là tiếng Anh. Chứ không phải là tiếng Trung Quốc nữa. Từng chi tiết bên trong. Các bạn coi clip hồi nãy Đức có quay những cái cảnh mà zoom chi tiết á. Các bạn nếu mà nhìn vô các bạn sẽ thấy ấn tượng bởi cái độ chi tiết của nó, nhìn rất là đẹp, rất là ví dụ như quay nhà thờ Đức Bà nãy zoom mà quay từ xuống cảm giác nó cũng trang nghiêm, có độ trang nghiêm hoành tráng của nó trong đó. Ok. Đây là các cái tiêu chí. Đây là hàng xuất khẩu đi cho UK. UK tức nghĩa là bên phía châu Âu. Tất cả các cái chứng chỉ an toàn là đều có hết cho nên là mọi người cứ an tâm về cái chất liệu. Mua cho như là các bé nhà mình chơi hay là kể cả bản thân mình chơi là đều hàng này hàng quốc tế rồi đúng không? Dạ hàng đúng rồi. Tiêu chuẩn quốc tế. Dạ. Các nước luôn. Rồi. Ok. Còn siêu luôn, về cho nó gỡ siêu. Ok các bạn. Thì các bạn chủ shop thì cũng không có muốn lên hình, chỉ nghe tiếng thôi. Đó. Thì anh em nào mà muốn tìm hiểu về bộ môn này thì cứ lên website ha, có fanpage trên YouTube luôn, tất cả mọi cái rồi. Ok, mình cũng rất là ấn tượng, thì cũng tìm hiểu được rất là nhiều thông tin ở đây ha. Ở đây mình cũng thích nhất là cái những cái kiến trúc. Mình thì mình thích văn hóa châu Á thì mình vẫn thích, nhưng mà nếu mà nói về những cái mô hình này thì mình lại thích cái những cái sản phẩm đến từ kiến trúc châu Âu hơn, nhìn nó đẹp hơn. Châu Á thì nó đẹp nhưng mà nó mình thấy nó hơi nhiều màu. Cái này nó tùy gu ha, cái này là gọi là tùy gu chứ không phải là gì cả. Đó nó cổ tràng quá, nó hơi nhiều màu. Giống như kiểu này chắc là phù hợp với mấy bạn nữ hơn. Đó về cung điện, về lồng đèn đồ, chim phụng đồ hơn. Rồi là mình thích những cái mô hình về robot rất là đẹp. Và nếu mà cổ trang thì bên đây có Chư Bát Giới, có Tề Thiên, có Tam Tạng rồi, nhìn nó cũng ấn tượng, đẹp. Rất là ấn tượng. Ok các bạn, hy vọng là những cái thước phim vừa rồi có thể giúp cho mọi người có thêm nhiều cái thông tin về một cái bộ môn chơi rất là hay, rất là hấp dẫn, rất là tốt cho sự phát triển của trí não, tư duy ha. Đây là một cái sự lựa chọn đồ chơi tốt cho các bạn nhỏ. Thì các bạn tầm khoảng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất thì tùy món, có những món thì nó tầm từ 10 tới 14 tuổi là dạ, có thể bắt đầu tương tác dạ. Chơi từ từ thì mình nghĩ đây rất là tốt luôn. Càng lớn thì cái tư duy của bé nó có cái sự sắp xếp chuẩn bị, lên kế hoạch tất cả mọi cái nó sẽ chuẩn hơn. Ok mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ha. Bye bye.